Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên đi làm của kỳ nghỉ Tết, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Vì thế trong trưa và chiều nay, Bắc Bộ trời giảm mây và hứng nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Khu vực vùng núi và trung du mức nhiệt sẽ từ 16 đến 17 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở mức từ 18 đến 19 độ. Trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp đà suy yếu, hầu khắp miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Định trời vẫn nhiều mây. Mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực phía nam của tỉnh Quảng Bình trở vào đến khu vực phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian mưa chủ yếu trong sáng và trưa nay với lượng dưới 3 mm. Đến trưa và chiều mưa giảm, trời khô ráo hơn. Do mưa giảm và gió đông bắc yếu nên nền nhiệt hầu khắp miền Trung có xu hướng tăng nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh mức nhiệt là từ 17 đến 18 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mức nhiệt là từ 19 đến 21 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ ở mức từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận trời nắng về trưa và chiều và nhiệt độ cao từ 26 đến 29 độ. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều rất thuận lợi. Trong ngày hôm nay ở khu vực phía bắc của Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và khu vực phía bắc của tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh, trời nhiều mây và nắng yếu, nhiệt độ ở ngưỡng từ 25 đến 26 độ. Khu vực phía nam của tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng có nhiệt độ cao từ 26 đến 28 độ. Còn ở Nam Bộ sau buổi sáng lạnh, ngày nắng sớm, vì thế nhiệt độ cao từ 31 đến 33 độ, trời khá là dễ chịu. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.